chào toàn thể các bạn. Hôm nay thì em Hải sẽ tiếp tục lên sóng để giới thiệu tới mọi người một dòng loa Beats Bass 30, thương hiệu đến từ Mỹ, dòng loa Behringer 612 Bass 30 với kích thước loa là Bass 30 sẽ phù hợp cho anh em phối ghép vào không gian gia đình, phòng khách khoảng từ không gian 15m2 cho tới 30-35m2. Thì ưu điểm của dòng loa Behringer 612 này thì tiếng chép rất là sáng, với thiết kế là một chép kèn côn 750 và một bát thì tiếng lực gọn, là thiết kế của từ bát là từ 19 côn 76 cho ra tiếng hoàn hảo, là chép tiếng chép sáng này, tơi sạch, tiếng trung vừa phải và tiếng bát rất lực và gọn. Thì em cũng đã lên sóng với dòng loa Behringer này rất là nhiều rồi, thì cũng chưa có dịp để mà test chất vích của dòng loa Behringer này. Thì hôm nay em cũng sẽ là nhân tiện có người hát gọi là cũng đánh giá được chất mic, thì em cũng nhờ để test chất mic của cặp loa Behringer 612 này. Thì trước hết em sẽ giới thiệu về phần ngoại hình tới các bác và anh em. Em quay gần camera đây. Thiết kế của đôi loa Behringer này là thiết kế sơn màu đen và sơn này là sơn sần nước. Cặp loa, dòng loa này thì em về em đã gọi là vệ sinh tất cả mọi thứ rồi, hàng đẹp, zin, xịn. Và đánh giá về tổng quan thì đẹp được 95-96% thôi nhé, không có dập móp, không có dập móp, chỉ có một vài vết xước thì em đã vệ sinh những vết bẩn, vết xước rồi, các bác có thể là về sử dụng lắp ghép luôn vào gia đình. Và thùng là thiết kế là thùng vát đấy, phù hợp cho các cách treo loa đấy, treo loa các bác có thể là chỉnh góc của hướng loa. Mặt trước là e căng bằng sắt rất là dày và chắc chắn, cực kỳ chắc chắn. Bên trong lớp màng để bảo vệ driver, chép và bát. Bên trong logo của Behringer, thương hiệu đến từ Mỹ, Behringer Audio B. Em quay phía sau. Đây là phần hậu, cũng là thông số của loa. Công suất đầu vào RMS là 400W, cực đại là 800W, độ nhạy sensitivity là 99 dB. Hai jack speaker Neutrik, một jack input và một jack output công nghệ của Mỹ này. EV612 loa Behringer. Đấy, các bác có thể này đánh giá tổng quan về cặp loa này. Hàng rất đẹp, sau khi vệ sinh xong thì nó rất đẹp đến 95-96%. Các bác về cứ thế sử dụng thôi. Thì em cũng đã có clip lên quay rất là chi tiết về phần củ chép này, củ bát cũng như là phân tần của loa, thì hôm nay em cũng sẽ không quay nữa. Hôm nay thì sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất mic của đôi loa Behringer EV612 này. Bây giờ xin mời các bác cùng theo dõi. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.